Ừ, xin chào tất cả quý cư chú anh chị hiện tại em đang ở ấp 2 xã Tân Xuân huyện Hóc Môn của chú anh chị Hôm nay em xin review cho một cô chú anh chị mình một căn nhà hẻm xe hơi Ở đường à, hai sạc ngắn đường à, Tân Xuân 6 của chú anh chị à, Cách đường à, sông Hành Quốc à, lộ 2 à, tầm khoảng à, 200m của chú anh chị ha Ra thì thì Hà ra chợ Hóc Môn rồi rất là gần à, Đường giao thông rất là thuận lợi cho cô chú anh chị mình di chuyển ha À, có thể đi đường dưới đường ngã tư tô ký rồi hay là chợ ba bầu rồi đi lên đều được của chú anh chị à, rất là thông thoáng ha thì à, căn nhà thì à, cấp 4 của chú anh chị nhà cấp 4 diện tích là ngang 4 dài 17 m sổ hồng riêng và không có lộ giới của chú anh chị nha sổ à, rất là đẹp luôn thì à, không gian căn nhà thì phía trước có một cái sân sân để xe rất là rộng rãi thoải mái cho mình luôn nha cô chú chị mình xem qua căn nhà nhà cấp 4 của chú chị đây cô chú chị mình quan tâm thì mình liên hệ em số điện thoại 0898 028 417 em gửi sổ rồi mình xem được mình đi coi nhà mình mua để ở hay để mua kinh doanh nhà này chính chủ còn ở của chú chị à, nhà thì có phòng ngủ hay hai có phòng ngủ hoa của chú chị à không gian nhà nhà này chủ đang ở nên cũng mua về nếu của chú chị muốn sơn lại nó sơn ở thôi cũng không nhất thiết phải sửa chữa nhiều thì giá hiện tại căn này là chủ kêu ha hai tỷ tám triệu thương lượng nhẹ thôi của chú chị cũng bớt bớt ít, ít thôi phía trước đường rất là rộng rãi ô tô tới nơi bảy chỗ tới nơi của chú chị nha Bom, xin cảm ơn tất cả quý của chú chị mình đã theo dõi thông tin xin cho em một like lượt share lượt đăng ký kênh hồ kênh của chú chị nha xin chào và hẹn gặp lại quý của chú chị trong phần tiếp theo ạ